mũ giày do mình làm, mình xài tương xịn, tương cholamet, chứ không có tương lẻ ở ngoài. Mình phải nấu lên, mình phải pha chế. Chiên nó khác, chiên đó là mình chiên bình thường, mỗi người nhiều người không có thích ăn xào. Nhưng mà nhiều người ta khi mà đã ăn xào rồi á thì người ta rất thích xào hơn, nó lạ hơn. Còn chiên nó bây giờ đa dạng, ai cũng phải chiên. Nhưng mà mình đa dạng là bây giờ cho khách ăn thử thì khách thích số nhiều, phần nhiều là toàn bộ là xào nhiều hơn là chiên. Đặc biệt của mình á là mình bán đồ chiên, cá viên chiên, xào bơ, tỏi, nước mắm với bắp. Mấy món đó là mấy bạn ưa thích. Nhiều ăn nó ngồi đang á, nhiều hai chồng người ta ngồi với đứa con thôi ăn 200-300 ngàn bình thường. Cái chuyện nó bình thường, nó sở thích của người ta. 2-3 ngày ta ghé, 2-3 ngày ta ghé. Bây giờ mình muốn lớn tuổi rồi, mình muốn tu. Không bán đồ kia ốc nữa. Ok, yeah. Anh Mỹ, cá viên anh Mỹ nha. Mình bán địa chỉ là 81 Nguyễn Học, phường Cộng Lãnh, quận 1. Bán từ 3:30 tới 11:30 khuya. Cá viên là toàn bộ là dưới là hàng công ty, hàng hoài, hàng Mã Lai không. Hai khách nào ăn chiên thì mình chiên, còn ăn xào bơ tỏi nước mắm với bắp là tính thêm 10.000 tiền bắp. Có nhiều loại lắm em, bánh bao trứng cá hồi nè, chả cá rau củ, đậu hũ phô mai, đậu hũ xương quýt, thấy không? Bánh bao trứng nhím và chả cá cua cuộn và cua cuộn trứng cá và mực cuộn và tôm sumi, sò đẹp, hầu lô, phô mai que, thanh cua, càng cua ếch qua và há cảo và chả giò sốt và cá sót và cá cớm với lại hoành thánh, xúc xích đức, rồi với lại chảo xả và chả ốc và tôm hùm. Nó có giá hết, cái này khoảng cỡ 25 loại. Hàng mình bán mỗi ngày là điểm thứ nhất. Điểm thứ gì là cái tủ này là tủ lạnh. Lúc nào mình phải bảo quản cái hàng mình tối đa tuyệt đối. Ok, mấy bạn ăn mấy bạn cứ yên tâm. Từ 10.000 ba viên trở lên và 5.000 một ship đó, cái giá nó như vậy. Còn hoành thánh là 10.000 tám viên. Nó bình thường, ví dụ như là người ta muốn ăn chiên hay là ăn xào bơ tỏi nước mắm với bắp thì mình tính thêm 10.000 gia vị với bắp là tính thêm 10.000 đó. Còn rau với lại đồ chua là mình cho thêm ăn kèm, mình caron và dưa leo ngâm do mình làm, tỏi này đúng không, với lại nước sốt của mình đó, với bắp rồi gia vị. Mình ít xào bột ngọt, mình không có xào bột ngọt. Thì bắp Mỹ thường bắp Mỹ, bắp nếp là pha chung xào ngon. Còn nhiều khi khách là muốn ăn xào bắp Mỹ không, mình cũng xào cho bắp Mỹ không, nhiều khi cái sở thích của khách hàng thôi. Ngon hay không là mình chan cái sốt vô mình xào, rồi mình có hành phi nữa ở trên đó, là xào món bắp. Cái lượng nhiều nhất á, thường hai chồng người ăn á, là mối của anh á, là ăn phải 300.000 hoặc 400.000 hai chồng đứa con thôi đó. Mà giờ tùy theo cái khách ăn, nhiều khi nó tò mò ta lại ta thử thì người ta ăn được thì ta kêu nữa. Giống như là khách hàng nó mới xong xuôi, người ta vô 4 người phải ta ăn thử 100.000 xong xuôi rồi ăn ngon người ta đi thêm ăn nữa, thì cái đó là cái chuyện của người ta. Tại vì mối ăn ốc hồi xưa của anh là ốc Mỹ đó, thì cái mối mà người ta lỡ người ta thấy mình bỏ nghề ốc rồi mình chuyển qua cá viên thì người ta nó đến ủng hộ mình. Khi mà người ta vô đây là người ta phải ghé đây, vô đây là phải ghé đây nước hoài có lợi ăn, tại vì nó có giá hết, có người tiếp có nước hoài hết. Khách nhiều khi nước hoài người ta cũng tò mò ta ăn thử, thấy không, mà ta ăn ít thứ món vậy đó, cục ta ăn thử thì cứ tự chọn. Mà cái đường ở đây là cũng nước hoài đi qua nhiều lắm, là cũng ghé thử cho khách hàng ăn thử không biết. Chứ giờ mình nói thì mình nói rồi.
bán đây, cái này là chuyển qua là anh bán đây là 2 năm thôi. Anh không ra ý tưởng mình, tại vì bán ông anh này không bán nào giờ. Thì cái điểm mình là xưa mình bán quán ốc, có nhậu, mà bây giờ mình mệt mỏi quá mình chuyển qua cái này để theo cái thời của tổ tiên ăn. Nhưng mà mình làm rất là ok, mình làm toàn bộ ở nhà hết, chứ không có phải là hàng ở dưới mình là hàng toàn là hàng Mã Lai với lại hàng công ty không, chứ không bán hàng mà lẻ lẻ hoài. Rất mong các bạn trẻ đến ủng hộ cá viên Duyên Anh Mỹ, 81 địa chỉ 81 Nguyễn Học, phường Cộng Lãnh, quận 1. Anh bán từ 3 giờ rưỡi trưa tới 11 giờ rưỡi khuya.